Thời gian dành cho quý cô hoàn hảo đã đến rồi. Nào, bắt đầu thôi. Hãy cùng nhau chờ đón ban giám khảo của chúng ta, ca sĩ diễn viên Bảo Cun. Người mẫu diễn viên Lê Đăng Khánh. Và đây mời xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình game show Quý Cô Hoàn Hảo. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media, được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu, và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sâm Phạc Ma. Ngay sau đây xin mời tất cả các quý ông hãy chào đón năm quý cô rất ấn tượng. Đầu tiên đó chính là diễn viên Phạm Yến. Mình tên là Phạm Yến, hiện tại mình là diễn viên trong nhóm nhạc kịch Buffalo. Yến có một người bạn, bạn rất là thân luôn, nhưng mà khác giới là một bạn nam á. Khi mà đi chung với lại anh ta, lúc nào anh ta cũng nói là tôi đi với mày á, giống như là hai thằng đàn ông vậy đó. Đến tham gia chương trình Quý Cô Hoàn Hảo thì cái điều mà Phạm Yến lo nhất á, chắc có lẽ là sợ lộ cái tính men trong bản thân mình ra, không có được dịu dàng và nữ tính như các bạn nữ xung quanh của mình. Tôi là Quý Cô Hoàn Hảo bởi vì tôi là người biết sống đủ, chứ không phải sống ảo. Chào ba vị giám khảo đẹp trai phong độ, xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Yến, yêu thích màu hồng, mê tốc độ, mê mô tô. Yeah. Phạm Yến, một trong những thành viên đắc lực của nhóm nhạc kịch Buffalo. Tôi đã có cơ hội may mắn được hợp tác với Phạm Yến rất nhiều lần, và tôi xem Phạm Yến như một người em trai. Mình lên sóng á, mình có thể nào bớt giùm anh em được không? Ok man. Vô. Dạ. Và hy vọng Phạm Yến sẽ gặt hái được thành công ngày hôm nay và trở thành quý cô hoàn hảo. Cảm ơn Phạm Yến. Ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của một vị đạo diễn chuyên về casting, đó chính là Yến Duyên. Tôi tên là Phan Duyên, tôi đang là một giám đốc casting làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một người phụ nữ độc lập và khá mạnh mẽ, lại cá tính nữa. Đôi lúc những điều đó lại là điểm yếu, tại vì cánh đàn ông á thì luôn thích những cô gái nhẹ nhàng, hiền dịu và nhỏ nhẹ để họ chăm sóc, chở che. Tôi là một quý cô hoàn hảo bởi vì tôi có thể giúp bạn tỏa sáng trong showbiz. Quý cô Yến Duyên, trước mặt bạn chính là ba diễn viên để casting cho bộ phim mới. Bây giờ bạn hãy nhìn gương mặt của từng vị giám khảo một, đánh giá xem Bảo Cun, một ca sĩ, một diễn viên thì sẽ phù hợp cho mỗi bộ phim nào. Mái tóc đó chắc tôi nghĩ là hình đúng không? Hành hình. Anh Bảo Cun rất hợp với hài. Hài? Dựa vào đâu mà bạn nhìn nghĩ là quý ông kia thuộc về hài? Nhìn gương mặt chỉ nhìn là muốn cười rồi. Còn riêng về giám khảo Lê Đăng Khánh? Với Đăng Khánh thì tôi sẽ đóng khung Đăng Khánh vào vai Điểu. Phần Đăng Khánh đã được chọn vào vai Điểu. Tại sao? Dựa vào yếu tố nào mà đạo diễn lại đưa ra quyết định này? Gương mặt của Khánh khá là lém lỉnh. Lém. Và rất là dễ đốn tim các cô gái. Nhưng mà thường thì những người đàn ông mà đẹp trai mà đốn tim thối ca như vậy thì nó sẽ đi chung với sự yếu kém. Chính xác. Ngoài đời thiệt anh cũng vậy đó. Ngoài đời thiệt thì chắc là ăn ốc đổ vỏ chẳng hạn. Wow. Oh my god. Chứ gì thì đạo diễn chúng ta Yến Duyên đã gây ấn tượng rất mạnh đến ban giám khảo, đặc biệt là Đăng Khánh. Với thái độ đó tôi nghĩ là kết quả ra sao quý vị cũng đã hiểu. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của diễn viên Trần Khánh. Tôi tên là Trần Khánh, hiện nay tôi đang làm diễn viên tự do. Tôi tham gia chương trình Quý Cô Hoàn Hảo để thực hiện giấc mơ trở thành người nổi tiếng của tôi. Ưu điểm của Khánh là rất giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Đức. Khánh rất là mạnh mẽ và không hề phụ thuộc vào đàn ông. Tôi là một Quý Cô Hoàn Hảo bởi vì tôi khác biệt với tất cả cô gái khác.
Yo man. Dạ, yo man. Một cô gái rất cá tính, rất ấn tượng. Vậy có sợ là cá tính mạnh quá, khó kiếm người yêu không? Hết sợ rồi, tại vì khó thiệt. Khó thiệt? Dạ. Và hiện tại thì bạn đang? Vẫn độc thân. Ê, ê. Bao nhiêu nắng trôi tình, tình dần thế thôi. Ai ngang qua rồi cũng bước vội. Trên tụi em, ê, ê. Anh dùng từ nặng quá anh ơi. Và Khánh, thì em có cảm thấy là mình sẽ bảo vệ được người yêu của mình hay là người yêu bảo vệ cho em? Bằng mình cách ở học trường võ nào? Sao ạ? Học võ. Học võ? Dạ, anh sợ sao ạ? À, bạn học võ gì ạ? Karate. Một trong ba giám khảo kia bạn muốn đánh ai nhé? Nè, đàn ông gì kỳ vậy hả? Vừa mới nói cái xong hai anh trẻ hai bên anh rạp ra như là rúa vậy. Xin mời Khánh, bạn chọn đi. Dạ, tại em thấy hai anh đều né nên chắc em đánh anh đi dựa. Anh mà anh có bị gì thì có gì anh về anh ám không anh này vậy? Cứ trách anh này. Yên tâm, đã có xâm nhung bổ thận trung ương ba duy trì chứng hoàng hơn hoàng yếu để cho anh tự tin hơn. Như quý vị có thể thấy tư thế đứng tấn của anh Hoàng Anh đã bảo vệ cho cặp thận của mình. Nào, trời ơi, quánh đi. 3, 2, 1, fighting. Em có suy nghĩ lại không? Anh về đi, để em cho. Đó. Come on baby. Anh đã uống xâm nhung bổ thận trung ương 3 rồi. Anh hết sợ em à hả? Anh hết sợ rồi, em lấy anh đi. Chị kỳ vậy? Em quýnh anh Hoàng Anh khác mà em tỏ thái độ gì với anh kỳ vậy? Anh không đẹp trai mà anh. Ok. Trong xã hội ngày nay, cái xấu là cái tội. Thôi được rồi, chúc cho bạn thành công ngày hôm nay. Khánh nhé. Chào nhau một loại bạn học. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của một người đẹp. Quý cô, người mẫu Lê Hà Chiêu. Xin chào, tôi tên là Hà Chiêu. Hiện tại tôi đang làm người mẫu và kinh doanh một số mặt hàng về thời trang. Giải thưởng mà Chiêu đạt được đó là F-Idol 2011, gương mặt triển vọng, và top 10 siêu mẫu 2011. Và cuộc thi mới gần đây là cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài 2015. Một quý cô hoàn hảo điều cần nhất là điều tự tin. Tại vì dù bạn có mặc một bộ đồ đẹp, trang điểm đẹp, đứng ở một nơi đông người nhưng mà bạn thiếu tự tin thì cũng chẳng ai để ý tới bạn. Nhược điểm mà Chiêu nghĩ là Chiêu phải bớt lại một chút đó là bớt khùng. Tôi là quý cô hoàn hảo bởi vì tôi bình thường nhưng không tầm thường và rất là khác biệt. Dạ. Mình nên giữ khoảng cách khoảng 16m50 để người ta so sánh. Em cao quá. Và sau đây sẽ là sự xuất hiện của một quý cô khá là đặc biệt. Đó chính là nhà kinh doanh về mỹ phẩm Lê Thị Mỹ Hạnh với tên gọi thân thuộc Jessica Lê. Mình tên là Jessica Lê, năm nay mình 21 tuổi. Tên thật của mình là Lê Thị Mỹ Hạnh và mình là người Việt gốc Anh. Mình có một cái kèo rất là lớn, đó là thông qua chương trình mình muốn tìm lại người cha của mình. Từ nhỏ tới giờ thì mình không có biết cha của mình là ai. Mình sinh sống với mẹ tại Việt Nam. Mình rất mong là thông qua chương trình này, câu chuyện của mình sẽ được nhiều người biết đến và mình sẽ tìm được cha của mình. Đến với chương trình này, mình đã chuẩn bị cho mình 3 thứ. Đó là một chiếc váy thật là lộng lẫy, sự tự tin và cách giao tiếp thật là lưu loát. Là một cô hoàn hảo thì tôi không có ngại bất kỳ một cái thử thách nào cả. Tôi là quý cô hoàn hảo bởi vì tôi biết tìm lại nguồn cội của mình. Oh my god, she's so hot. Jessica, một cái tên rất là đẹp. Đẹp quá. Cảm ơn anh. Em là người quốc tịch nào? Dạ, em sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Em là người Việt gốc Anh. Em là người Việt nhưng gốc Anh? Dạ. Ba hay mẹ em là người Anh? Dạ, ba em là người Anh, còn mẹ em là người Việt.
Ồ, hiện tại em đang ở với ba mẹ luôn. Hiện tại em đang ở với mẹ thôi. Nhưng mà em từ đó bây giờ em không biết ba em. Ồ, em chỉ đang ở với mẹ thôi. Yes. Đã suốt bao nhiêu năm trời rồi thì ở với mẹ thôi. Em không biết ba em ở đâu hết. Dạ. Có nghe mẹ tâm sự với em không? Em cũng không hề nghe mẹ nói gì cả. Em có hỏi mẹ không? Thỉnh thoảng em cũng có hỏi nhưng mà mẹ chỉ nói qua la là không nhớ. Mẹ không nhớ gì hết. Hay là mẹ đang cố giấu? Em cũng nghĩ là mẹ giấu. Có thể là mẹ nghĩ là chưa phải lúc thích hợp để nói ra hay là chia sẻ với bạn. Bởi vì sợ là Jessica nghe xong, Jessica sẽ buồn và sẽ bị mất tập trung ở công việc của mình, đúng không nào? Hiện tại công việc của bạn diễn tiến tốt chứ? Dạ, công việc của em là hiện tại là đang kinh doanh. Em cũng có tham gia thêm vào hoạt động nghệ thuật về lĩnh vực phim ảnh, thời trang. Và đến với sân chơi ngày hôm nay thì mục tiêu lớn nhất của Jessica là gì nào? Đối với em là thông qua cuộc thi này là em muốn là tìm lại ba của em. Đó cũng là cả một giấc mơ mà từ bé tới giờ em chưa có làm được. Cảm ơn những tràng pháo tay động viên của tất cả quý vị khán giả dành cho Jessica. Và hy vọng mục đích của bạn ngày hôm nay sẽ thành hiện thực. Khi ngày hôm nay không phải quan trọng là thắng thua, giải thưởng ra sao, mà là một trái tim rất nhân hậu của một quý cô hoàn hảo thật sự. Cảm ơn Jessica, cảm ơn tất cả quý cô còn lại. Một tràng pháo tay dành cho 5 quý cô. Mời quý vị và các bạn tham gia chiến đấu quý cô giành chiến thắng lượt này bằng cách truy cập vào fanpage www.facebook.com để quý cô hoạt động và làm theo thể lệ bình chọn của chương trình. Phần thưởng dành cho người may mắn chiến đoán đúng là một voucher trị giá 3.000 đồng đến từ thương hiệu thời trang đẹp. Kết quả sẽ được thông báo tại fanpage quý cô hoạt hậu 7 giờ tối thứ năm hàng tuần trước giờ phát sóng của số phát sóng trên kênh HC17. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với vòng thi đầu tiên được mang tên Thử thách nữ tính. Tại vòng thi đấu đầu tiên này, 403 cặp mắt của các quý ông sẽ tập trung vào rất nhiều chi tiết nhỏ qua việc các quý cô sẽ phản ứng ra sao, thể hiện sự nữ tính của mình như thế nào qua từng lời nói để đưa ra được quyết định cuối cùng của mình. Ngay sau đây chúng tôi sẽ cho các quý cô được chứng kiến trực tiếp tận mắt những cảnh tượng rất là lãng mạn của một tình yêu nồng cháy. Xin mời.
có vòng thử thách nào mà nóng đến như vậy. Không biết là cảm xúc các bạn ra sao, chứ thật sự chính tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi thấy ai đó yêu nhau, đúng không ạ? Và sau đây sẽ là thử thách thật sự dành cho từng quý cô. Chúng tôi sẽ đánh giá phần nữ tính của các bạn qua sự thông minh và qua những lời nhận xét, phân tích, phán đoán và đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Xem trong 3 cặp đôi nào mới thật sự là đang yêu nhau. Và đương nhiên hai cặp đôi còn lại chính là hai cặp diễn viên đang diễn xuất cho chúng ta xem mà thôi. Và bây giờ 20 giây bắt đầu. Đây, Hoài Đá Bơ đã cầm được kết quả cuối cùng của cả năm quý cô, đưa ra được quyết định của mình. Xin mời năm quý cô hãy gặp gỡ sự quay trở lại của ba cặp đôi đang yêu nhau thật và giả. Xin mời. Đây, ba cặp đôi của chúng ta. Cha 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 cha, được ngắm nhìn một lần nữa. Tôi chưa biết cảm xúc của bạn ra sao, nhưng có ai muốn thay đổi quyết định hay không? Ai muốn thay đổi, đưa tay lên. Không ai muốn thay đổi cả. Và như vậy, các quý cô đều giữ vững được lập trường của mình. Một lời khen đầu tiên dành cho các bạn. Và bây giờ sẽ là những lời phân tích tại sao bạn đưa ra quyết định đó. Đầu tiên sẽ là Phạm Yến, tại sao bạn chọn cặp đôi số 1? Thật ra thì tới hiện tại bây giờ luôn, em vẫn phân vân lắm luôn là cặp số 2 và cặp số 1. Đối với cặp số 3 là em không có sự lựa chọn, bởi vì ngay cả cái nắm tay khi mà lúc mà đi ra tới đây luôn á, thì bạn nam nắm tay bạn nữ thả buông lơi cái tay như thế này. Mà thường thường á, là yêu nhau khi mà hai trái tim đã cùng đập chung một nhịp đập rồi á, thì không cách nào giấu bằng cái ánh mắt, cái sự quan tâm bằng cử chỉ. Như vậy cho nên là em loại cái cặp số 3 này ra. Còn cặp số 2 và cặp số 1 lúc mà họ đang trong cái cảnh lãng mạn á, cái cặp số 2 hôn nhau quá nồng nhiệt. Họ làm em đứng đây mà em hồi nãy lúc mà đóng cái màn hình chiếu là em muốn vô chổng em mở ra là em coi lại luôn á. Coi lại hả? Dạ em muốn làm không? Em muốn, nhưng mà đã phải cái trên đời này đã phải muốn là cũng được rồi. Không mà baby. Dạ mình để sau đi anh. Cho nên nó chính vì vậy là em quyết định là chọn cặp số 1. Và nghĩ là cặp số 2 là diễn viên. Như vậy với kinh nghiệm diễn xuất của mình, bạn đã phát hiện ra rất nhiều manh mối. Và không ngờ là trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, bạn thu thập rất nhiều thông tin từ cả ba cặp đôi này. Bạn có sợ rằng chính vì kinh nghiệm diễn xuất đó của mình lại là một cái cách lật ngược của thế cờ không ạ? Có khi người ta là yêu nhau thiệt, cái người ta giả bộ đóng kịch ngược lại với bạn một cách hững hờ thì sao? Nếu mà đóng kịch đó, thì bạn diễn quá giỏi. Em quá không giỏi. Thể nào nhận ra được. Bởi vì cặp số 2 khi mà họ không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Còn cặp số 1 á, khi mà em thấy bạn nam mà nhìn bạn nữ cái ánh mắt mà yêu thương á, nó lạ lắm. Chỉ có cặp đôi số 1 mới phát ra những tia sét sẹt 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 chứ. Và họ ma sát với môi, mới môi với nhau sẹt 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 hơn. Như vậy, quyết định của bạn là cặp đôi số 1. Chúng tôi ghi nhận kết quả này. Đạo diễn casting của chúng tôi, Yến Duyên, bạn đã lựa chọn cặp đôi số 3, trái ngược hoàn toàn với Phạm Yến. Tại sao ạ? Cũng như ban đầu á, thì em thấy cái cặp số 2 họ hôn nhau rất là nồng nhiệt, cảm giác như là cố diễn. Cố diễn hả? Trời, diễn vậy được cái tôi diễn hoài luôn. Họ không có một chút tình cảm nào trao cho nhau. Khi mà mình ôm hôn người yêu đi, lỡ mà lít vết xoang có dính lên môi á, thì em cũng sẽ để luôn, chứ em sẽ không bao giờ mà em sẽ chừa cho người yêu. Ai cha cha, một tiểu tiết rất là quan trọng được phát hiện bởi đạo diễn casting của chúng ta Yến Duyên. Bạn thấy ai bôi đi cái son môi đó? Cặp số 2. Cặp số 2, cụ thể là chàng trai hay cô gái? Cô gái bôi son môi cho chàng trai. Lỡ như cô ấy đang quan tâm chàng trai của mình thì sao? Sợ anh ấy bắt hình không có đẹp. Em cảm giác nó cố diễn quá, nên là em đã loại cặp số 2 ngay ban đầu. Đó là kinh nghiệm của một đạo diễn casting. Như vậy còn hai cặp còn lại? Còn cặp số 1 á, thì em không biết sao, theo cảm tính thôi. Nó không có đánh động vô em một chút gì gọi là tình yêu hay là sao cả. Người ta hung muốn gãy lưỡi luôn mà chưa kịp đánh động sao? Như vậy đối với bạn, một nụ hôn ra sao mới đủ đánh động trái tim của bạn? Thật sự thì với em thì một nụ hôn nồng ấm không phải là mình hôn lâu, hôn dài, nhưng mà có thể là lướt qua nha, trên má nhau cũng được, nhưng mà nó
có một chút hơi ấm tình yêu ở trong đó. Thì ở cặp số 3 thì em thấy được điều đó. Thỉnh thoảng á, cái anh này á còn rờ rờ tay chị này, nói vậy nè: thôi kệ đi em, mình lâu lâu mình được lên sóng mà hung đại đi. À, đại loại giống vậy á. Yến Duyên, chúc cho bạn sẽ may mắn cặp đôi số 3. Trần Khánh. Dạ. Trần Khánh đã quyết định cặp đôi đang yêu nhau thật sự và rất lãng mạn với nhau là cặp đôi số 1. Rất giống với Phạm Yến. Liệu chăng cá tính của hai chàng trai, à nhầm, của hai quý cô giống nhau hay sao? Nếu mà nói em lại đội nào đầu tiên thì em sẽ chọn đội số 2. Loại ngay đội số 2. Dạ, tại vì nó quá thấy giống như đang diễn vậy. Em quan sát rồi từ lúc đầu tới lúc cuối cùng luôn, toàn là hôn với cháo lưỡi không à. Bạn có nghĩ đó là yếu tố đánh lừa thị giác của bạn hay không? Dạ không, em thấy hơi quá. Hơi quá. Ừ. Tiếp tục nào. Lúc đi ra thì em thấy đội số 1 thì khác với hai đội kia là thân thích hơn, nhìn nhau với lại đắm đuối hơn. Thì em khẳng định là số 1. Hai chiêu, bạn đã lựa chọn cặp đôi số 3 là hai người yêu nhau thật sự. Wow, vừa nói tới cứ ba cái hai người. Không biết là nụ cười đó là nụ cười mừng rỡ vì đúng hay là nụ cười chế giễu vì sai. Tại sao Hà Chiêu lựa chọn cặp đôi số 3? Từ cái lúc mà cái màn hình kéo ra thì em quan sát rất là kỹ. Và cái cặp mà đầu tiên em không để ý tới luôn, đó là cặp số 2. Tại vì thường cái gì nó làm quá đi thì thật ra là nó đang cố diễn. Cái cặp số 2 giống như là đang một cái cảnh nóng ở trong một bộ phim, chứ không phải là hai người yêu nhau. Vì thật sự khi mà hai người yêu nhau và yêu lâu sâu đậm, có một tình yêu thật sự thì họ rất là nhẹ nhàng và sâu sắc. Phải có một chiều sâu ở trong đó, chứ không phải là gặp nhau là ngấu nghiến này nọ đâu. Còn cái cặp số 1, lúc đầu là em cũng tưởng là hai bạn yêu nhau thật sự. Nhưng không, khi mà nhìn vào ánh mắt của hai bạn á, thì sẽ có lâu lâu sẽ có một cái khoảng khắc mà ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt. Cái cụm ly rồi từng cái âu yếm nó không có tới. Tức là cũng có diễn nhưng mà diễn không tới. Còn cái cặp số 3 thì đúng là như tất cả các bạn và những bạn chơi đây nè thấy, thì họ sẽ ít diễn hơn, ít hôn hơn. Nhưng mà những hành động như ánh mắt, cụm ly hoặc là cái rờ tay rất là nhẹ nhàng, từ tốn, rất là từ từ. Và em cảm nhận được là cái ánh mắt nó rất là chiều sâu và yêu thật sự, chứ không phải là đang diễn. Phân tích rất kỹ càng chỉ sau vài phút quan sát mà thôi. Jessica, em đã có nhiều kinh nghiệm trong việc romantic với ai đó chưa? Dạ, em cũng có, nhưng mà... Có rồi hả? Dạ. Ha ha như vậy hả? Giống vậy hả? Dạ, thật sự thì cũng có. Em tả lại lúc đó cho anh đi, anh toát hết mồ hôi rồi. Em thấy là cặp số 1 và cặp số 2 là giống như là đang cố tình diễn vậy đó. Còn cặp số 3 thì em thấy là ít diễn hơn. Vậy lúc mà bạn đang lãng mạn với người yêu thật sự ở quá khứ của mình nha, nhớ lại quá khứ nha, thì bạn sẽ có thái độ như thế nào? Giống như cặp 1, cặp 2 hay cặp 3? Nghĩa là chắc như cặp 3. Sẽ giống nhẹ nhẹ giống như cặp 3 vậy đó. Và chúng tôi sẽ ghi nhận kết luận này của Jessica là cặp đôi số 3. Trước khi đến với sự thật, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ý kiến của ban giám khảo xem sao. Để lỡ như các quý cô có đoán sai thì chúng ta cũng sẽ không phải mắc cỡ, bởi vì đây là một trong vòng thi rất khó, đúng không ạ? Giám khảo Bảo Quân chọn cặp đôi nào là cặp đôi thật sự đang yêu nhau? Ban đầu thì Bảo Quân chọn cặp số 2. Nhưng mà khi mà mình suy nghĩ kỹ lại á, thì mình lại ghi là cặp số 3. Bảo Quân chọn cặp số 3. Giám khảo Hoàng Anh. Anh thì có lẽ là khác với tất cả mọi người. Anh chọn cặp số 2. Giám khảo Đăng Khánh, cặp đôi số mấy? Cũng giống như anh Hoàng Anh đây, là Đăng Khánh chọn cặp số 2. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Với Phạm Yến cặp đôi số 1, Yến Duyên cặp đôi số 3, Trần Khánh cặp đôi số 1, Hà Chiêu cặp đôi số 3, Jessica cặp đôi số 3. Và bây giờ sẽ là phút giây của sự thật. Bắt đầu! Và đó chính là cặp đôi số... Kết quả đã rõ.
Trong năm quý cô chỉ có 3 quý cô đưa ra được đáp án đúng. Xin được chúc mừng cho Yến Duyên, Hà Chiêu và Jessica. Các bạn đã đưa ra được nhận định rất đúng. Nhưng không có nghĩa đưa ra nhận định sai là thua cuộc, mà là lời phân tích, sự nhận xét và ánh mắt quan sát của các bạn, và thậm chí là từng phản ứng nhỏ nhất khi các bạn đón nhận kết quả đến với mình. Sao rồi Bảo Cun, hài lòng chứ? Để mà nói về ấn tượng thì Bảo Cun rất là ấn tượng với lại bạn Hà Chiêu và Yến Duyên, bởi vì hai bạn nói rất là cuốn hút. Và cái cách mà các bạn phân tích nó rất là, gọi là khiến cho mình cảm thấy rất là kiểu mình đang ghi số 2 xong cái ủa sao đúng quá ta, nó ghi lại số 3. Hóa ra Bảo Cun đưa ra chị đang đúng là bởi vì lắng nghe lời chia sẻ của hai quý cô đây. Thì bởi vậy mới nói là người đàn ông, những quyết định của người đàn ông mà đúng thì phải nghe theo phụ nữ. Nhưng không, ngoài bạn, kết quả ra thì bạn ấn tượng về cái cách phản ứng, lời ăn tiếng nói của quý cô nào nhất? Yến Duyên có kinh nghiệm hay là như thế nào đó mà các bạn phân tích rất là đúng. Hai người mà yêu nhau á, mà nếu như mà bước lên trên sân khấu á, chắc chắn là phải có cái gì đó nó ngượng ngùng. Mình cũng đã từng có người yêu và mình đã từng quay phim lại, và khi mà mình có cái máy quay vô không có quay được. Đặc biệt là cái cảnh hung. Mình thấy có người ta đang nhìn mình cũng ngại chứ bộ. Đó thì mình nghe xong thì mình cảm thấy ồ đúng quá, hợp lý, đúng hợp không? Lý quá, hợp lý. Đầu tiên thì Khánh phải gửi lời khen ngợi đến tất cả các quý cô, vì đây là một cái thử thách cực kỳ khó. Nhưng mà Khánh thì cực kỳ ấn tượng ở cái khả năng phân tích của Yến Duyên. Khi mà Yến Duyên để ý đến là cái vết son chính là cái cặp số 2, là họ quá diễn cho nên là Yến Duyên nó phân tích ra được. Còn cặp số 1 thì họ lại không có cái hơi ấm tình yêu, thì cái đó là do cái linh cảm của phụ nữ, cái cảm giác của phụ nữ người ta tốt hơn đàn ông mình. Còn về Hà Chiêu thì Hà Chiêu nói là cái cặp số 2 thì giống như là đang đóng cảnh nóng, thì thật sự là Khánh cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà tại vì Khánh nghĩ là nhiều khi họ đánh lừa mình thì sao, thì Khánh cũng đánh giá rất cao. Hà Chiêu nói là tình yêu thì nó cần sự nhẹ nhàng. Jessica thì cái phân tích của Jessica thì nó lại hơi bị chung quá, cho nên là có thể là do cái linh cảm của phụ nữ, cũng có thể là một phần may mắn nên Jessica có thể chọn được cái cặp số 3. Trần Khánh thì không để ý những cái nhỏ nhặt nhất, giống như là những cái nắm tay, những cái hôn, những cái môi son hay là gì đó, thì Trần Khánh lại không phân tích vào cái đó, cho nên là Khánh không ấn tượng lắm. Đó là cách nhìn nhận của các quý ông về phần nữ tính của chúng ta trong thử thách vừa qua. Và bây giờ thế giới mình chọn bắt đầu. Và bây giờ chào đón kết quả đến từ năm quý cô. Phạm Yến, bạn đã đưa ra kết quả chưa chính xác, có cảm thấy tiếc nuối không ạ? Dạ không ạ, bây giờ kết quả đã đưa ra rồi, có tiếc nuối nữa thì nó cũng đã là kết quả. Cho nên là cảm giác bây giờ đang rất là lo, sợ. Lo ạ? À? Hãy tưởng tượng đó là một món quà, một món tiền khổng lồ nào đó ập vào mình đi. Và đó chính là tình cảm của các quý ông dành tặng cho Phạm Yến. Dạ. Chưa có quá nhiều không gian để Phạm Yến chứng tỏ khả năng thật sự với một giấc của cô hoàn hảo ra sao. 3, 2, 1, xin mời. Như vậy chúng ta phải nói lời tạm biệt với Phạm Yến rồi, thật đáng quý. Cảm ơn Phạm Yến rất nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, chuyện vui và may mắn nhé. Tạm biệt Phạm Yến. Không biết là tấm vé còn lại phải nói lời tạm biệt sẽ là quý cô nào đây? Yến Duyên, với rất nhiều lời nhận xét tích cực đến từ ban giám khảo và các quý ông, bạn tự tin chưa ạ? Cũng có thể là nước sẽ dội xuống, tại vì độ nữ tính của em không có, nhưng mà độ sâu sắc thì cũng thể là nhìn nhận được. Yến Duyên, hãy sẵn sàng. Hy vọng với sự niềm tin và bản lĩnh của mình, Yến Duyên sẽ sẵn sàng đón nhận kết quả của mình. Ba, 2, 1, xin mời. Chúc mừng Yến Duyên. Và bây giờ xin mời Trần Khánh có thể chia sẻ cảm xúc của mình. Nãy giờ đứng ngoài đó là rất nóng nực luôn rồi, anh thấy anh cởi cái áo không không? Sẵn sàng đón chào sự tươi mát. Dạ, em rất muốn một cái xô đẩy xuống cho nó mát thêm anh.
À. Trời nóng quá à. Bạn rất lạc quan, rất vui tính. Tôi rất thích cái cá tính này của bạn. Nào, Trần Khánh, sẵn sàng. Đèn tinh sáng lung linh lên để chúc mừng bạn vượt qua thử thách này. Hay nước sẽ đổ xuống để chúng ta nói lời tạm biệt nhau. 3, 2, 1, xin mời. Như vậy nước đã đổ xuống rồi. Tạm biệt Trần Khánh, một cô gái rất đáng yêu, rất yêu đời. Tạm biệt Trần Khánh, chúc mừng ba quý cô còn lại. Và bây giờ xin mời cả ba giữ sự bình tĩnh của mình để bước tiếp vào vòng thi thứ hai được mang tên Thử thách trí tuệ. Hà Chiêu, hãy nhảy thật đẹp chung với một phụ công nam sau đây. Xin mời. Hà Chiêu rất đẹp mắt, không ngờ là em có thể kết hợp một cách rất là nhuần nhuyễn với vũ công nam như vậy. Dạ, và bạn cảm nhận người vũ công nam là một anh chàng có nhan sắc ra sao? Hồi nãy thì khi mà anh vừa bước ra thì em cũng đã có nhìn sơ qua, dù ảnh che cái mặt nạ nhưng mà em nhìn cái tay và cái chân của ảnh, cái tạng người của ảnh là tạng mình dây, và cái tóc của ảnh rất là lãng tử, cái tóc ảnh là để nó hơi dài và chấm ngay gót này nè. Cái cách mà ảnh đưa tay ra rồi tất cả mọi hành động của ảnh rất là nhẹ nhàng, rất là lãng tử ạ. Và có điển trai không ạ? Em nghĩ là điển trai ạ. Hà Chiêu, câu hỏi đầu tiên cho bạn như sau: vũ điệu vừa rồi thuộc thể loại nhạc nào? Dạ, thì em nghĩ đó là cha cha ạ. Cha cha cha, chính dạ. Xác. Một tràng pháo tay dành tặng cho Hà Chiêu. Ngay sau đây, xin mời Hà Chiêu hãy ngắm nhìn ba hình ảnh, ba chàng vũ công. Cả ba đều là những dancer rất chuyên nghiệp và mỗi người sở hữu một sở trường riêng về điệu nhảy. Ai là vũ công chuyên nghiệp với sở trường là cha 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 vừa mới nhảy chung với Hà Chiêu? Số 1, số 2 hay số 3? Em nghĩ là bạn số 1 ạ. Tại sao? Em không biết chương trình có thay đổi không, nhưng mà lúc đầu bạn đó vừa bước ra thì em cũng có để ý đôi giày. Đôi giày của bạn hồi nãy mang cũng giống như thế này, màu trắng và cũng có hoa văn đủ màu. Hãy cẩn thận, đừng để mắc lừa một cách dễ dàng như vậy nhé. Tôi cho bạn thêm 5 giây để suy nghĩ nữa. Thật sự em cũng phân vân với lại bạn số 2. Và đáp án cuối cùng là? Vẫn là bạn số 1 ạ. Ngay sau đây, xin mời ba vũ công xuất hiện trên sân khấu. Đây, ba chàng trai của chúng ta. Hãy dựa vào những manh mối mà bạn đã phân tích về đôi giày, bạn có muốn thay đổi quyết định hay không? Một khi em quyết định thì em sẽ không bao giờ thay đổi. Em tin vào khả năng của mình. Chờ đón xem sự thông minh của bạn với tốc độ quan sát của bạn có chính xác hay không. Nếu như anh chàng này là một vũ công nhưng sở trường của anh ấy là hip hop, breakdance hay rumba, samba, vân vân các thể loại mà không phải cha cha cha, thì xem như bạn đã thua. Nào Hà Chiêu, trải nghiệm một lần nữa chung với anh ấy xem còn có cảm giác quen thuộc ngày xưa hay là không. Và anh chàng vũ công số 1 chính là người vừa mới nhảy với bạn với vũ điệu cha cha cha.
sao vậy? Sao vừa nhảy mà vừa cười hoài vậy? Bạn tự đánh giá cái phần nhảy của mình vừa rồi nào. Đây là những bước nhảy đường phố gọi là vô tội giả. Và bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên dành cho bạn. Điệu nhảy vừa rồi bạn nhảy tương tác chung với một vũ công. Đó là điệu nhảy tên gọi là gì? Sexy dance. Sexy dance. Chính xác. Chúc mừng bạn. Hãy cho tôi biết cảm giác của bạn về người đàn ông vừa rồi. Em cảm giác anh ta có một mùi hương rất là đàn ông. Mùi hương rất là đàn ông. Bạn tiến gần đến đấy, vừa nhảy vừa hít. Không, lúc nào em xoay thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Bạn xoay và anh ấy đưa tay lên như vậy. Và bạn... Đúng không ạ? Mùi hương đàn ông đó làm ấn tượng mạnh đối với bạn. Bạn nghĩ mùi hương đó nó tích cực hay nó tiêu cực? Dạ, nó tích cực. Tích cực đúng không nào? Đương nhiên rồi, vũ công mà. Chứ không phải MC. Yến Duyên, nhìn ngắm trên ba hình ảnh sau đây. Ba chàng trai này đều là những vũ công rất chuyên nghiệp. Một trong ba chàng trai này là vũ công vừa nhảy điệu sexy dance chung với bạn. Dự đoán của bạn là? Em nghĩ là bạn số 1. Tại sao? Tại vì em nhớ lại những cái bước nhảy mà lúc mà bạn ấy dìu em có những cái bước giống như thế này. Và cái thân hình nó ốm và rôi rôi. Và quyết định cuối cùng của bạn là? Số 1. Chàng trai số 1 là vũ công vừa nhảy chung với bạn. Xin mời Yến Duyên gặp gỡ cả ba vũ công. Xin mời. Đây, ba anh chàng này đây. Cả ba chàng trai. Nhất dương chỉ. Rồi, xin mời. Nào, hít thở, hít thở, hít thở. Một, hai, ba. Ta hít thở, hít thở. Thở, hít thở. Em... Em táo nè. Em đã có kết quả cuối cùng của mình. Và em vẫn chọn bạn số 1. Một dấu ấn quen thuộc hay là qua manh mối nào? Thật sự thì em đi ngang thì em chỉ so chiều cao thôi. À ha, so chiều cao thôi. Liệu đây có phải là chàng trai với sở trường là sexy dance hay không? Nếu như anh ấy nhảy bolero, xem như bạn sai. Anh ấy không nhảy rồi, anh ấy không nhảy rồi. Anh ấy đang rất lúng túng. Không hề biết trước điệu nhảy này, bạn vẫn giữ được cái tinh thần thép của mình. Mặc kệ cho người ta có thể thả thính ở xung quanh, bạn vẫn cứ... Và với vũ điệu tự vệ vừa rồi của Jessica, bạn có biết đó là dòng nhạc gì không? Dạ, theo em là Samba. Samba, chính xác, rất thông minh. Một tràng pháo tay dành cho Jessica. Bây giờ, hãy nhìn ngắm xem ba hình ảnh này. Số 1, số 2 hay số 3? Là chàng trai vũ công rất chuyên nghiệp với vũ điệu Samba vừa rồi. Hãy nhớ lại, hãy tập trung lại những ký ức trong đầu mình. Ai nào, ai nào, ai nào? Em nghĩ là số 3. Tại sao ạ? Tại vì em để ý tới cái dáng. Nhưng mà chàng trai này đeo mắt kính, anh ấy bị cận. Hồi nãy chúng ta thấy được chàng trai đeo mặt nạ. Nếu mà đeo cái mắt kính này mà đeo mặt nạ lên, cấn kính, gãy, mất tiền, làm show không có tiền, còn bị gãy kiến nữa. Có phải là chàng trai này hay không? Hãy cẩn thận. Trong khi hai chàng trai kia không đeo mắt kính. Em vẫn nghĩ là chàng số 3. Chắc trong lúc nhảy là anh sẽ không đeo kính. Với quyết định cuối cùng của bạn là chàng trai vũ công số 3. Xin mời ba vũ công. Đây, người thật, việc thật đây rồi. Và bạn có muốn thay đổi quyết định của mình hay không? Dạ không. Xin mời chàng vũ công số 3 bước lên phía trước. Nếu như đây là một anh chàng vũ công chuyên nghiệp nhưng sở trường của anh ấy là hip hop hay là rap, hay là breakdance, hay bất cứ một vũ công, vũ điệu nào đó, chỉ cần anh ấy nhảy điệu bolero thôi là bạn coi như thua luôn. Và bây giờ, xin mời Jessica hãy nhảy tương tác chung với anh ấy. Đây,
kính mời ba quý cô quay trở lại sân khấu. Đối với Jessica, anh rất ấn tượng ở em vì cái câu nói là quý cô hoàn hảo thì phải vượt qua tất cả các thử thách. Về cái phần chọn thì em đã chọn đúng, nhưng anh tin là em chọn bạn đó qua cảm tính của một người phụ nữ nhiều hơn. Yến Duyên, cách chọn của em làm anh rất bất ngờ, mà cái điều này chắc có lẽ chỉ có những người phụ nữ mới có, đấy là chọn qua mùi hương. Bởi vì mỗi một người đàn ông thì thường có một cái mùi hương khác nhau, và em đã chọn đúng chính xác cái người đàn ông của mình. Anh tin là lúc mà em đến gần người đàn ông đó thì em đã sử dụng một cái vũ khí, đó là ánh mắt của em. Nhìn thẳng ánh mắt người đàn ông đó xem anh đó cho em câu trả lời, có đúng không? Hà Chiêu, với bài nhảy đó thì em đã tỏa sáng rực rỡ. Em nhảy quá đẹp, quá sexy, quá ăn ý. Và cái phần nhận xét của em cũng nhận xét đúng, rất là tinh tế. Người mà Đăng Khánh ấn tượng nhất đó chính là Jessica. Ban đầu vào thì Jessica rất là ngại ngùng, nhưng mà sau đó thì Jessica bắt nhịp được và bắt đầu cũng đã phô diễn được những cái bước nhảy của mình, cũng rất là thuần thục, cũng rất là hay, cũng rất là sexy và cũng rất là nữ tính. Về bạn Jessica, thì đầu tiên mình cảm thấy ở bạn là một cô gái rất là đơn giản, có nhiều tôi chơi nhiều và nghiêm túc, và cộng thêm một chút gì đó rất là ngây ngô tạo nên sự dễ thương. Yến Duyên, cái từ mà bọn cô muốn dành cho bạn là từ sâu sắc, bởi vì những cô gái sâu sắc thường thường hay để ý những mùi thơm của đàn ông lắm. Để mà nói về bọn cô thích ai thì bọn cô vẫn thích những cô gái sâu sắc hơn. Rồi bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu. Và bây giờ xin mời quý vị gặp gỡ sự quay trở lại của ba quý cô. Một trong ba quý cô sẽ bị dội nước và nói lời tạm biệt. Yến Duyên, bạn có nghĩ đó là mình hay không? Em nghĩ đó cũng có thể là mình. Nhưng mà sau cuộc thi này thì em quyết định sẽ đi học thêm một lớp nhảy dance để mà chinh phục bản thân mình hơn. Dù sao hơn nữa thì hôm nay em cũng đã có bạn Lĩnh đứng ở đây là em đã rất là vui rồi. Bây giờ Yến Duyên sẵn sàng. Ba, hai, một, xin mời. Chúc mừng anh Duyên, bạn đã bước vào vòng cuối cùng trong tối ngày hôm nay rồi. Rất tuyệt vời. Và bây giờ chỉ còn một tấm vé nữa để bước tiếp vào vòng cuối dành cho một trong hai quý cô còn lại. Hà Chiêu, bạn cảm nhận ở vòng thi này như thế nào? Đến với lại quý cô hoàn hảo và đi tới cái vòng này thì Chiêu cảm thấy bây giờ rất là thoải mái. Vì là mình đã chơi hết mình, nói chung là những cái gì mà mình chưa bao giờ nghĩ là làm được thì hôm nay mình đã làm. Chẳng hạn như hồi nãy là mình đã nhảy. Đúng vậy. Từ nội dung cho đến hình thức, Hà Chiêu thể hiện rất xuất sắc, rất tuyệt vời. Còn Jessica? Em thì em nghĩ là nhảy không phải là sở trường của em nên cũng có thể là là người đi lại. Chưa biết được. Tùy thuộc vào sự bình chọn của 403 quý ông. Và cả hai sẵn sàng. Hà Chiêu với lợi thế về ngoại hình nhảy rất đẹp, như bay bổng những chiến thần. Jessica cực kỳ thông minh khi trả lời chính xác về thể loại nhạc mà bạn ấy vừa mới nhảy. Hai cũng đều xứng đáng có được tấm vé tiếp theo để bước vào vòng cuối cùng trong đêm này. 3, 2, 1, xin mời. Cảm ơn Hà Chiêu rất nhiều. Một trong những quý cô rất là đẹp chúng tôi. Tạm biệt bạn. Tạm biệt Hà Chiêu. Thật đáng quý khi phải nói lời tạm biệt với Hà Chiêu, một trong những quý cô có phần thể hiện rất là xuất sắc. Nhưng cả hai bạn cũng chứng tỏ được bản lĩnh của mình, và quan trọng hơn hết là cảm tình của 403 quý ông ở đây. Và bây giờ xin mời cả hai bước tiếp vào vòng trong được mang tên Thử thách đời thường. Tại thử thách đời thường này, chúng tôi đã dàn dựng một tình huống khó xử dành cho từng quý cô, và những chiếc camera giấu kín đã ghi lại toàn bộ những hành động và lời nói của hai quý cô. Cụ thể như sau, đã có một đứa bé mà các quý cô vô tình gặp phải ở nơi công cộng. Đứa bé đó làm hư đồ chơi và tìm mọi cách đổ thừa lỗi làm hư đó dành cho từng quý cô. Chờ đón xem các quý cô sẽ xử lý tình huống này ra sao với phụ huynh của bé. Cô ơi,
ơi, sửa giùm con xe con. Xe nó bị gì vậy? Con biết, con đang chạy cái nó bị hư. Biết cái xe con bị sao vậy? Dạ bị hỏng rồi. Trời ơi, con nghĩ sao con làm hư chiếc xe vậy? Phá quá vậy, lớn rồi như nhỏ nữa sao vậy? Cái này là nó chỉ hết pin thôi. Mới mua, có làm gì đâu mà hết pin. Con mới thay pin. Con mới thay pin hả? Rồi con chơi sao mà hư? Nãy con này làm hư xe của con. Ba con mà biết xe hư, ba con đuổi con ra khỏi nhà. Vấn đề là đó đó. Trời ơi, cha nào mà không thương con mà đuổi con ra khỏi nhà vì chiếc xe vậy chứ? Nhưng thật sự là cô làm hư mà. Dạ, cô làm hư cũng được. Ha. Ủa biết thì con bị sao vậy? Dạ bị hỏng rồi. Sao con làm hỏng hoài vậy? Nói bao nhiêu lần rồi? Con không có làm hư, cô này làm hư nè mẹ. Dạ, em không được nói dối như vậy chứ. Em không có nói dối, rõ ràng là chị làm hư mà. Thì cô cũng vừa mới tới đây ngồi, con nhờ thì chị lại đi sửa cho con. Không có, con vừa điều khiển xe lại đây, cô dậm lên á. Đó thì nghe nói không? Em không thích, em còn nhỏ, em không nên nói dối như vậy. Em không có làm hư. Đó, thì thấy chưa, nó, chị la nó khóc đó, nó bao giờ á. Nó lôi nó láo cho ai đâu, chị thấy không? Nếu em là con của mẹ em là em không nên nói dối như vậy. Thôi chị làm hư, chị nhận đây, chị đâu có phải đổ thừa nó, đổ hoa cho chị đâu. Em không có làm hư nhưng mà cái này xe này không có đáng bao nhiêu tiền đi, em chỉ muốn là cái lòng tự trọng mình thôi. Em cũng có thể em mua chiếc xe khác em tặng cho. Bây giờ chị kêu không, chị không làm hư á, cắt nào trước mình chị không làm hư đi. Đó, hồi giờ nó chưa bao giờ nói với câu chuyện gì hết trơn á. Bác giám khảo đang cảm thấy ấn tượng với phần ứng xử nào hơn ạ? Em thích cái cách giải quyết của Yến Duyên hơn. Vì Yến Duyên không chấp nhất với con nít. Có một phần giống với em đó là khi mà có tình ngay Lý Giang thì sẽ nhận phần thiệt về mình, chứ không có mất nhiều thời gian để giải thích quá nhiều, mà đặc biệt giải thích cho một đứa con nít. Đứa con nít nó vẫn không chưa có biết thế nào là đúng, thế cái nào là sai, mà lại bị đốc thúc bởi người mẹ như vậy. Người ta không có thấy, người ta cũng không có chứng kiến, thì người ta sẽ luôn luôn bảo vệ quan điểm là người ta đúng. Mà nếu như mà mình cũng bảo vệ quan điểm là mình đúng thì chắc chắn sẽ gây ra một cái sự tranh cãi rất là lớn. Mà không phải là cứ để cho từ một chiếc xe nhỏ rồi thành hai người lớn cãi nhau thì như vậy nó cũng không hay. Thôi bỏ qua cho một đứa con nít đi, mình chịu thiệt chút xíu nhưng mà nó êm xuôi chuyện thì em thích cách đó hơn. Anh thì không nghĩ như vậy. Bởi vì hôm trước của anh có một đọc một tờ báo tâm sự của một anh tội phạm khi vào trong tù. Thì anh ấy có nói một câu là: tôi ước gì ngày nhỏ mẹ tôi đừng bao che cái việc tôi ăn cắp chiếc xe đạp. Cái việc làm đó có thể sẽ gây cho em bé những cái hành động tiếp theo. Mới đầu là chiếc ô tô, rồi sau đó có thể lớn hơn nữa. Anh thích cách giải quyết của Jessica hơn. Mặc dù cô ấy không có to tiếng, cô ấy giải thích rất nhẹ nhàng để không mất hòa khí giữa hai người lớn, nhưng cô ấy vẫn muốn đứa trẻ phải biết nhận lỗi, phải biết sống trung thực với bản thân. Đó cũng là một cái cách để dạy cho con nít mai kia lớn lên thành một người tốt. Khánh đồng tình với lại cái cách giải quyết của Jessica. Khi mà Jessica đã chọn cái giải pháp là khuyên cậu bé phải thành thật, nhưng mà vẫn chấp nhận sửa chiếc xe đó, mặc dù cho người phụ huynh thì vẫn đang lớn tiếng là nói là Jessica làm hư. Nhưng mà Jessica được cả là luôn cương quyết là mình không nhận là mình làm, vì cái việc mình không làm thì mình sẽ không bao giờ nhận. Qua đó thì Khánh nghĩ là Jessica đã dạy cho cậu bé một cái bài học, đó chính là về cái lòng tự trọng của mình. Và có thể là sau đó thì cậu bé sẽ có thể cảm nhận được cái tội lỗi của mình gây ra cho Jessica cũng như là mẹ của mình. Và bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu. Và bây giờ xin mời hai quý cô bước vào vị trí quan trọng của mình. Yến Duyên, nếu như sau này bạn gặp một trường hợp thật sự như vậy một lần nữa, hay đó chính là con của chính mình, thì không biết là Duyên sẽ ứng xử ra sao? Nếu là con của em thì em nghĩ sẽ không có trường hợp này xảy ra. Bởi vì em sẽ dạy cho bé một cách ứng xử, và em cũng sẽ không phải là một người phụ nữ mà luôn quát nạt con như vậy để mà con sợ. Jessica, đây là vòng thi cuối cùng. Nếu được bước tiếp, có nghĩa cơ hội và thời gian bạn được gặp gỡ người mà mình mong muốn tìm được chính là người ba sẽ càng nhiều hơn. Nhưng nếu chỉ vài giây nữa thôi, bạn sẽ bị dội nước. Cơ hội lên sóng truyền hình của HTV7 sẽ không còn cùng với quý cô hoàn hảo nữa. Bạn muốn nhắn nhủ điều gì với ba của mình?
Em thì cũng không biết phải nhắn nhủ điều gì với ba của mình, nhưng mà em cũng hy vọng là sẽ có một ngày em sẽ tìm lại được cha của mình. Tôi hỏi bạn một câu thôi. Bạn có giận cha mình không? Nếu như giận thì không giận. Nhưng mà em thì em hiểu. Em hiểu cha của em. Mà em nên em cũng không dám giận cha của mình. Tại vì dù gì cũng là cha cũng sinh mình ra nên chưa bao giờ gặp cha, chưa bao giờ hiểu cha là người như thế nào. Nhưng vì cha là người sinh ra mình, Jessica không giận. Cả hai sẵn sàng. Một người sẽ bị ướt và nói lên tập. Tiếp tục cùng với quý cô hoàn hảo đạt được mục đích cuối cùng của mình là tìm người thân. Và cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Em cảm thấy rất là vui và cũng hơi bất ngờ một chút. Rất bất ngờ đúng không ạ? Dạ. Và em cũng không nghĩ mình là có thể là quý cô hoàn hảo như vậy. Chúc mừng bạn với phần thưởng rất xứng đáng. Tổng giá trị đại thưởng lên đến 105 triệu đồng. Chúc mừng Jessica Lê. Đầu tiên, Hoa Đáp Mơ sẽ đại diện cho nhà tài trợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ JW Hàn Quốc trao tặng một voucher trị giá 50 triệu đồng dành cho Jessica. Xin mời! Và đây, phần thưởng dành cho bạn. Chúc mừng Jessica! Tiếp theo, chúng tôi xin phép trân trọng kính mời lên sân khấu ngài Tom Sosa, đại diện cho nhãn hiệu thời trang NEM ở châu Âu, để trao tặng một hộp đơn trị giá 10 triệu đồng dành cho Jessica. Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome Mr. Tom Sosa. Thank you so much. Cảm ơn ông Tom Sosa. Và tiếp theo, xin mời giám khảo ca sĩ Bảo Quân sẽ đại diện cho nhà tài trợ thương hiệu Himalaya của nữ hoàng khả ái, quyền năng phái đẹp của Kim Anh, nơi hội tụ tinh hoa y học cổ truyền châu Á, trao tặng phần quà là một voucher trị giá 30 triệu đồng dành cho Jessica Lê. Tiếp theo xin mời giám khảo Lê Đăng Khánh, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm sắc đẹp Hoàng Vũ, trao tặng phần quà là gói mỹ phẩm trị giá 10 triệu đồng dành cho Jessica. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời giám khảo Hoàng Anh, đại diện cho nhà tài trợ chính Sum Heavy, hỗ trợ điện thoại viên xoan của Sum Phạm Ma, trao tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và vương miện của chương trình Quý Cô Hoàn Hảo dành cho Jessica Lê. Cảm ơn Hoàng Anh, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn nhà tài trợ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sâm Dung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu và đặc biệt là Sâm Heavy hỗ trợ điều trị siêu toan của Sâm Phạm Ma.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.